đang có mặt trên cầu Bãi Cháy và Minh Toàn đang lưu thông ở trên cầu Bãi Cháy thuộc Hạ Long, Quảng Ninh. Và cầu Bãi Cháy ở Hạ Long thì có rất là nhiều cái câu chuyện xung quanh cầu Bãi Cháy này. Như quý bà con của bác đang nhìn thấy, đấy là cái cáp treo mà đi từ bên Hòn Gai đi sang bên Bãi Cháy, tức là đi qua chỗ Hạ Long Bay đấy. Còn phía bên phải của cầu Bãi Cháy là phía bên phải mà Minh Toàn đang lưu thông từ Hòn Gai lưu thông về Bãi Cháy thì là phía bên phải là những con thuyền và cái cảng. Thời điểm bây giờ đang là gần 6 giờ tối. Cầu Bãi Cháy là một trong những cầu mà khá dài so với Quảng Ninh. Còn so với các cầu trên cả nước thì cũng vừa vừa thôi, không dài lắm đâu. Ta mặt ra phải đây là đi xuống khu du lịch của Bãi Cháy, đây tức là đi xuống khu của Hạ Long Bay ấy. Nhưng mà Minh Toàn vừa ở Hạ Long Bay đi sang đây nhưng mà Minh Toàn sẽ không quay lại Hạ Long Bay nữa, Minh Toàn đi thẳng. Còn đây là cái đường mà từ Hạ Long Bay mà chúng ta lên cầu Bãi Cháy. Trên tuyến đường này thì là xe chạy từ Hải Phòng và các tỉnh ra Móng Cái nên mà cái lượng xe lưu thông rất là nhiều. Chính vì thế mà khi mà quý bà con của bác mà có lưu thông ở trên tuyến đường này thì cũng rất mong quý bà con của bác chúng ta hãy đi cẩn thận, bởi vì có những xe tải, xe container nó đi nó hút gió vào thì bà con cô bác mà lưu thông bằng xe máy thì chúng ta hãy vững chắc tay lái ạ. Trời bây giờ cũng đang chập choạng tối rồi bà con ạ. Và ở Quảng Ninh, nhất là ở Hạ Long thì quý bà con đi lại cũng các tuyến đường thì đều thấy rất là mát mẻ, bởi vì có các cái hàng cây xung quanh đường. Ở Hạ Long này thì người ta chú ý nhiều đến cảnh quan, bởi đây là một cái mảnh đất du lịch, thu hút khách du lịch nên mà người ta chú ý rất là nhiều đến cảnh quan môi trường.
quá. Thanh niên đi xe máy nguy hiểm quá. Khi mà quý bà con, cô bác lưu thông ở trên đường ở Hạ Long bây giờ thì cái lượng bụi rất là nhiều. Minh Toàn đang ở Hạ Long và trên bản uống nước của Minh Toàn thì hầu như là bụi rất là nhiều. Hoặc là trong nhà, kể cả nếu mà nhà mà có cửa kính, đóng cửa kính thì vẫn có bụi rất là nhiều bà con ạ. Bởi vì ở Hạ Long đang xây dựng rất là nhiều. Bà con đang thấy là đang xây dựng cái cầu vượt ở đây, ở bên bãi cháy này. Ta đang lưu thông đằng trước cái khu công nghiệp Cái Lân. Đây là khu công nghiệp Cái Lân. Ở tuyến đường mà quý bà con đang nhìn thấy ở đây là sau này tuyến đường này nó sẽ là 10 làn đường. Thì hiện giờ đang làm đường rất là bụi. Ngã ba này được gọi là ngã ba Ba Lan, quý bà con cô bác ạ. Thì vào trong này có cái chợ Ba Lan và nhà máy đóng tàu Hạ Long. Đấy là chúng ta rẽ phải, chúng ta vào nhà máy đóng tàu Hạ Long. Còn nếu mà chúng ta đi thẳng như này là chúng ta về Ao Cá Hạ Long. Đi quay vlog cả buổi chiều về áo trắng thành áo vàng hết rồi các bà con cô bác ạ. Đường bụi lắm. Rồi, bắt gặp một xe ô tô đi ngược chiều luôn. Ngang nhiên quá thế.
Video toàn xin dừng ở đây. Xin mến chào quý bà con cô bác. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.